tất cả các bạn, chào anh Hùng nha. Các bạn thấy anh Hùng ở nhiều cái clip mà cách đây khoảng một năm mấy rồi, cũng như mấy cái video gần đây thì các bạn cũng đã biết ảnh là thuộc dạng là anh Hùng sưu tầm đồ cổ nha các bạn. À, hồi trước thì 180 cúc xéo, rồi Honda của ông Bảy, Mitsu. Rồi đợt này trước Mitsu là cái đợt cái dàn rua mất. Trước đó là cái dàn rua mất. Cái dàn rua đó là anh mất là do anh ngủ trên bờ rồi dưới xuồng lại bị mất dưới xuồng hay sao anh, hay là mất nước có bỡ lần đi đó mà không lấy cái xuồng ha. Không lấy xuồng, bỏ xuồng lại. Ghê các bạn, giờ dùng này giờ nó nguy hiểm quá. Ở kế bên đó ha, đâu xa ha luôn đó, mà vẫn bị mất. Mất thì thấy chạy cái dàn rua em quá, về cũng sưu tầm lại cái dàn rua nữa. Nhưng mà hôm nay mở ra thì nó không có được như ý muốn, tại vì cái ông chủ máy này là trước đây mà trước khi bán cho anh Hùng thì ông nói cái máy này đó là còn zin chưa làm gì hết đó. Nhưng mà nó zin như thế nào thì anh Hùng cũng đã biết rồi đó. nó nhỏ nhỏ vậy thôi. Đó. Nhưng mà nói chung cái máy này thì nó cũng không có gì, đồ đạc vẫn còn đầy đủ hết. Đó. Có cái là nó bị nặng giật thì mình gỡ ra mình sửa lại cái bộ giảm áp đó các bạn, đồng thời là hai cái chân đội này luôn. Hai chân đội của anh Hùng nó bị gỗ quá, thay hai cái chân đội khác chạy cho nó giọt. Cái đó nói thiệt luôn đó nha anh, nó bị nhám quá chạy không giọt nha. Mà anh chạy bóng lên nó trơn đó, cũng như là máy lột trên chứ máy mà nó còn dên nó còn bóng vậy đó. Cái anh dốc nó cũng sẽ bị giảm công suất, thì nói chung là cái máy dù cỡ nào mà đầy đủ đồ hết, đầy nó làm việc đúng nguyên tắc đó, thì cái máy nó sẽ chạy ok, đồng thời nó sẽ nhẹ giật lại đó. Các bạn thấy nè, cộng dây giật này đó, các bạn hiểu là máy là cỡ nào đó, giật này nó chắc dữ lắm, dây gân nè. Mà anh Hùng anh giật còn đứt nữa thì các bạn tưởng tượng là nó nặng như thế nào. Thì hôm nay cái mong muốn của anh là làm cho nhẹ giật thì mình sẽ bung đít ra. Nó còn cái yếu tố nữa là nó bị loạn lửa là nó cũng nặng giật nữa các bạn. Rồi IC nó tàu lao nó cũng nặng giật nữa. Nhưng mà mấy cái đó thì thường thường thằng nhân vua này nó không có nằm trong cái tình trạng đó, tình trạng mà nó bị loạn lửa. IC tàu lao là nó nằm ở thằng Honda, còn thằng này thì 1/1000 thôi. Không lẽ hôm nay anh Hùng anh dơ vào 1/1000 đó ha. Thế nên mình sẽ chỉ cho anh Hùng anh gáp vô, mình không gáp rồi bạn ơi. Anh Hùng này nãy ông mở rồi, giờ ông tự gáp luôn đi. Gáp vô mà mâm mốt anh hư máy, anh không biết anh đem đây hoài. Rồi anh mua đồ cổ cổ hơn cái này nữa, ai sửa cho nổi nha các bạn. Đó. Rồi giờ là em gáp xong hết trơn rồi. Lấy cái mặt đít đó lắp vô. Đó là bắt đầu mình tiếp tục mình cho nó thôi. Bữa nay là anh lại anh tẩy đá vào vô, ngồi vô đúng vị trí rồi. Làm thấy gì không? Đây là cục đe mình nè, anh Hùng không làm kết quá kết. Đây nào có cái tôi làm cho anh cái. Ha. Đây là có cốt nào là làm cho cái. Còn nếu mà anh muốn mà làm liền thì anh gãi cái máy này ra nè, có cốt nè. Rồi Hầu nó lại nó cự lên luôn. Máy này là máy của Thạch Hậu đó. Cái này nó có hai nút bùi này, còn có hai nút cửa không anh? Dạ, cái đó nó có hai nút rồi anh. Hai hả? Đó. Quá nào, để sửa chân dịch được là áp phê lắm nè. Mấy anh thả chân dịch sửa chân dịch thấy cái này chắc là thấy rất là nha. Vừa gì là lầm đâu phải không? Rồi ấp vô anh. Đây giờ. Khoan lấy ra đi. Cầm nhờ mở rồi vô chứ. Quay bắt bà kia, bà kia. Vô chân nó quan trọng lắm nha anh. Đó. Vô con. Dàn vua 6 nha các bạn, danh chấn giang hồ đó nha. Đó, trời ơi. Thở nhiều khi mình vô mình còn thấy nó bị dướng dướng rồi các bạn, không khích nè, anh Hùng nó vỗ vô cái khích liền nha. Công nhận hay. Quý ơi, quá hay luôn. Thôi. Đó. Rồi bắt đầu gá ốc vô hết đi, hả vỗ nữa. Gá ốc vô. Đậu quá nên... Thì gá ốc đi, gá ốc vô hết rồi ha. Dạ. Bây giờ thì
mà xong hết rồi anh Hùng anh sẽ chỉnh cò lại. Tại lý do tại sao bây giờ không chỉnh cò được các bạn, tại vì cốt dưới cây cam nó lệch qua bên, nó không cố định được, nó tấp đít thì mới cố định vững chắc được. Thì bữa nay anh Hùng anh sẽ chỉnh cò rồi nhận việc thay nhà việc thì mình sẽ báo cáo với các bạn sao ha. Hai anh Hùng ha, cũng chưa nói lên được điều gì hết. Ok con mà quay gì ông Hương, cái thứ mới nè dầu à, các bạn thấy cái cắt gom kiểu 2023 đó nha các bạn. Gom kiểu mới đó, cắt gom giao cho anh gắp máy rồi xong trên là giao cắt tấm gom mà cắt gì đó không biết, bây giờ cái tấm gom nó ra làm sao nữa. Đó đây các bạn, quay qua quay lại thì anh Hùng anh gắp xong cái đít rồi đó nha, còn cò thì anh không chịu chỉnh, anh nói chỉnh được là ở nhà chỉnh rồi không có đem lại thợ, mình cố gắng mình chỉnh lại. Rồi đồng thời anh Hùng anh kéo mấy cái thì anh nó đỡ hơn nãy, được hồi cũ được chút xíu thì cũng như khá hơn là tốt rồi ha anh Hùng. Coi như là thành công lấy tiền được rồi, rồi chuyện chạy hay không thì tính sau, nhưng mà thôi giờ đợi cắt tấm gòn lâu quá cho chạy cái đi, mắc chạy quá trời rồi. Nó cho giật cái nước nó ra cọ không chạy đi, nó không văng như đâu à. Nếu mà thông thường các bạn thấy mình bỏ lên các bạn quay mình sẽ bắt chân nền vô à, nhưng mà hôm nay mình chỉnh lại mình để gì để giật, nếu mà cái máy nó không văng xuống là coi như là được, văng xuống thì làm lại nữa. Rồi chạy anh ơi, nghe chạy được thì mình mới gắn nắp cò, còn không chạy được thì mình gã luôn. Mở xăng hả? Rồi, xăng ta vẫn còn trong bình xăng con chứ. Rồi, rồi sao đóng le anh? Gì rồi đóng hay là mở? Lên gà này mà. Gì hả? Trời chọc, ơi. Chọc, chọc. Rồi. Mình bán hùng đó chứ đâu có đường nước đường bọng. Thì sẵn đây chúc mừng anh Hùng luôn, coi như là cái dàn hơi nó còn được, tại vì miếng máy đổ hơi là chạy nhất nó dằn ra dữ lắm. Rồi dở điện nữa rồi nghe nè, còn anh này anh ré nhất này cũng dở điện nữa. Anh đang ở trên ấy sửa cái máy nè chi vậy? Có coi ai coi mấy tiếng hồ nữa, nửa tiếng nữa được không? Tôi về để tôi về nhà coi, rồi tôi chạy vô đi. Như là chỉnh cò vậy là nó cũng tương đối, ý nghĩa là chạy lên rồi thôi khỏi phải chỉnh lại. Dịch chỉ thì cảm thấy nhẹ hơn cũ là nhẹ thiệt đó nha, chắc này không nói chơi nha. À, còn nếu mà nó muốn nhẹ nữa còn cách nữa. Tới nhất chưa anh? Chưa nữa. Chưa nữa hả? Giữ ta. Chưa, đang lấy gáp vô rồi chuẩn bị về nè. Anh lấy nhớt mà tại nó bơm toàn là nước không rồi các bạn ơi. Không là ướt quần luôn á. Nước này mình bán mắc hơn nhớt nữa. Không, nếu mà nước mà anh đem qua mấy cái vùng sa mạc đó, nó mắc hơn. Cái vùng mình thì chắc không có đâu. Rồi ok, bây giờ thì cắt nắp cò vô, tại vì lý do tại sao mình để cò mình chạy được nó không văng các bạn, tại vì mấy cái động cơ này chạy nhớt lên cò nó yếu lắm. Test đồ lại sao không có test lại sao? Là mình chạy là nó văng theo mấy cái lỗ này thì nó lên, nếu mà không có cò thì văng ra luôn. Nhưng mà nãy mình không dám hụ qua lớn, tại vì hụ qua lớn thì nó văng vô camera mình sao? À, cho nên mình để ra nhỏ như vậy. Rồi chút xíu anh Hùng anh cắt cái ron cò xong rồi lắp vô mình lên ga mình hụ các bạn chạy thử. Anh Hùng thì anh nói cái máy này cứ việc chạy đi, chừng nào nó gãy cái dinh thì thôi. Chạy vô lấy đi. Rồi. Về nhà rồi đó. Rồi. Lắp nó vô đây nơi chạy anh ơi. Nên chút xíu rồi các bạn ơi, cắt mất con nó còn lâu quá. Không chừng anh này anh bơm hết thùng nhớt anh Hùng cắt chưa xong nữa.
thả nước miếng vô đó, quên nó thả nhớt chứ. Vũ này có ba miếng này, miếng con ghim đó không lấy được. Có đâu, có đâu, Honda mới có anh. Vậy. Honda mới có. Con ghim đó đụng mà nuôi đi. Thôi đưa nè, em cắt luôn cho. Đây rồi. Đây. Nó không có bung cứng, nó mềm xèo à, nhưng mà người ta chạy nó không xìu. Còn bộ bạc mình cứ ngắt rồi chạy nó xìu. Trời xìu ha. Đó. Bây giờ tới thời điểm vàng này cho nó chạy lại đi anh Hùng ơi. Gì đóng ra hả? Rồi mở ra, đóng ra. Rồi lên ga. Các bạn ơi, chạy giống BS cu lem mười rồi hay nổ bóp chỉnh dư xăng. Dư xăng ha. Một em. Nhưng mà máy mà anh chạy mà xuống ga không được, BS chạy máy không chứ. Chạy ga lớn không có lên. Rồi sao anh? Su 1.1 đi các bạn, nhưng mà hàng Nhật xuất Mỹ gì nó là Jaguar. Còn Nhật nội địa với Nhật xuất châu Á thì nó là Mitsu 1.1. Cái Jaguar nó cũng để là GM 1.1.
dán được canh rồi nữa nè, qua lá hẹ rồi nữa nè, mở cái này ra coi được nè. Coi đi. Ta nó giống đồ lô. Thấy không? Uống lưỡng không? Đã không? Thấy không? Trời tôi đánh mệt đẹp. Má này còn mới lắm các bạn ơi. Nãy đứt tay, nãy đưa vô cái cam đứt tay. Đó là nói lên cái cách suy nghĩ cái kinh nghiệm của mình là đúng, có nghĩa là nó bị cây cam. Còn cái chân đội là nó không phải nha, cái chân đội là nó chơi nó phụ thôi anh Hùng, nó gỗ mình thay luôn thôi, nhưng mà quan trọng là nó bị cây cam đó thật. Mình làm lại là dịch nó nhẹ lại, nhẹ bình thường, chứ nếu mà nó có dạng si nó còn nhẹ hơn. Vì dạng si nó cố định, anh đã cái dạng si rồi thấy không? Anh đang chạy đi về bữa cái tấm bon này giòn này nó bẹt, anh siết chắc chưa, nó chắc chưa, nhưng mà thật sự nếu mà nói theo đúng cái kinh nghiệm mình đó, cái máy mà các bạn mà canh cái cốt đó ha, nó khích kịch đó, chạy không ngon các bạn, chạy nóng cốt nhất là bạc đạn trước đạn sau này, khi chạy cái cốt mình nó nhiệt độ cao, cái cốt mình nó sẽ giãn não, nó dài cái cốt ra à, cho nên á chạy gì nó bị đạp cái cây cốt, nó nặng, nó bó nặng lắm, bởi vì khi nó nóng thì cốt nó sẽ mất cái độ dịch dập này. À, giống như tương tự như trường hợp đó thì cái khe hở nhiệt xúc bắp cũng vậy nữa, nếu mà mình chỉnh cái xúc bắp mà nó mất khe hở nhiệt luôn á mà nó không đổi ha, thì chạy cái máy rất là êm trong thời lúc đầu, trong mấy phút đầu, nhưng mà khi mà chạy nóng lên á, thì cái xúc bắp mình nó dài ra thì mất khe hở nhiệt, nó sẽ là gây ra cái hiện tượng đổi xúc bắp. Bởi vì nãy mình nói với anh Hùng là có một cách chỉnh nữa, nó nhẹ hơn, nhẹ dứt hơn nữa, cái này là nói thiệt chứ không phải chơi. Thứ nhất là anh chỉnh cho cò hở ra, anh có thử chưa? Chưa thử đó, có thứ nhất chắc. Là chỉnh cò hở ra, thứ hai nữa là chỉnh cho nó đội cò luôn. Đội cò thì không ai chỉnh, nhưng mà có một số thợ khi mà người ta đem cái máy lại là người ta than nặng giật là chỉnh cò cho nó hở ra, nó lấy hơi ít giật nhẹ, nhưng mà vậy nó máy nó phập mà nó mất công sức dữ dằn lắm. À, vì mà có một số